Ý cha ta. Wow, con sách xui đâu vậy? À, đi săn kẹo con vật hả? Rồi đâu? Qua. Wow. Rồi bỏ xuống ra. Ui cái gì á? À, các bạn ơi, đây có một con rắn màu đỏ nè, có thêm một cây kẹo hình con rắn luôn, với một con dê, kẹo con dê nữa. Con rắn nó dí con dê. À, con rắn nó dí con dê á. Rồi vậy con bắt con dê vô trước đi, chứ để con rắn nó cắn con dê. Để con bắt con rắn xuống sau rồi. Rồi bắt rắn bỏ vô luôn. Rồi con rắn xỉu rồi, bỏ rắn vô vỏ luôn. À. Con rắn sợ quá. À, nhốt rắn vô chuồng luôn hả? À các bạn ơi, đây con rắn màu đỏ ghê quá. Ê, ui có một con gì đây nữa này bạn Ken ơi. Con nhện. Quả các bạn ơi, có một con nhện. Con nhện màu đen. Ui cái lưng nó màu đỏ. Con không phải con nhện màu đen đâu, con nhện màu đỏ mà. À đúng rồi, con nhện có bớt màu đỏ. Rồi bỏ vô vỏ con ơi. Qua bên kia con gì kêu quá trời vậy? Con gì kêu bên kia quá trời vậy? Rồi rắn chết rồi hả? Rồi bỏ vô vỏ thôi, con nhện đó nè. Rồi con gì kêu nữa hả? Con gì kêu quá trời luôn hả các bạn Ken? Quá wow, con chó sủa đây hả? À, các bạn ơi, một cục kẹo con chó cho các bạn xem với. Và một cục kẹo con chó và một con chó nha. Rồi con bỏ vô vỏ đi. Kiến. Ừ, kiến nó bu rồi hả? Quá wow, con gì mà kêu quá trời luôn hả ta? Đây. Nó cái gì á? Ủa con nhện hả? Ủa con nhện màu gì á? À các bạn ơi, một con nhện màu xanh nước biển nằm trên trời ơi, dục luôn. Quá dục luôn rồi hả? Ôi trời. Ôi con nhện bự cho bá luôn nè. Nó không phải con nhện nhỏ đâu. Gì hả? Con nhện bự lắm. Ui, 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 ui. Rồi, bắt bỏ vô vỏ thôi. Ôi, con bỏ vô cái vỏ cây luôn rồi hả? Rồi, con nhện đâu rồi? Rồi con nhện xỉu rồi, thôi mình bỏ vô vỏ đi. Xỉu rồi. Ừ, nhện xỉu rồi, bỏ vô vỏ. Rồi gãi cái chân luôn rồi. Rồi đi kiếm nữa coi còn chỗ nào nữa không. Quá à, cái... Thôi con sợ con rồng hả? Đâu con rồng đâu, chỉ ba coi. Quá wow, các bạn ơi, ở đây có một con rồng mà Ken rất là sợ. Quá wow. Và một cây kẹo con rồng luôn. Rồi bắt xuống. Ôi rồi đạp con rồng luôn. Quá wow. Rồi chết rồi, bỏ vô vỏ thôi. Còn cái kẹo nữa kia. Quá wow. Ba nghe con bò nó kêu ở đâu vậy? Á à, con chuột hả? Ôi đâu đâu. Ui các bạn ơi, có một con chuột rất dễ thương ở đây nè, nó nằm trong gốc cây nè. Chạy ra hả? Rồi bằng cái núp luôn rồi các bạn ơi. Rồi chạy ra thôi. Quá wow. Ơi quay rồi. Rồi cho rắn cắn chuột luôn. Chết rồi. Rồi chết rồi. Quá wow. Chết rồi. Rồi chết rồi, bắt bỏ vô vỏ thôi. Ý còn cục kẹo đó rồi. Ờ à, lên cục kẹo lên. Và wow, đưa cho bác cạn xem thử. Kẹo này kẹo gì vậy? Kẹo con chuột. À kẹo con chuột. Qua wow, các bạn đây, một kẹo chuột màu vàng. Có gì á? Con bò. Quá wow. Đâu? Đây các bạn ơi, một con bò. Ôi con bò màu cam. Kẹo màu gì? Kẹo con bò màu gì? Cam. Rồi bỏ vô vỏ thôi. Wow, hôm nay bạn Ken quá trời luôn nè các bạn. Đây một con bò nha, cho các bạn xem nhé. Và con bò dễ thương quá, đẹp ghê á. Ừ. Rồi con gì nữa ta? Ôi ba nghe tiếng con gì đó. Đâu đâu. Wow, một con khỉ. Đâu? Con khỉ cầm bông hoa. À, một con khỉ cầm bông hoa. Và với một cây kẹo con khỉ màu vàng. À, đã quá ta ơi. Đâu? 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 Con heo nó kêu ụt ụt trong đó hả? Ờ, trời. À, con heo nó bị dướng cái giò nè các bạn ơi. Rồi, các em thấy được. Đây, một con heo kêu ụt ụt ụt. Wow, ba nghe con hổ nó kêu đâu bên kia vậy? Ủa, con hổ nó kêu bên đâu ạ? À? Cắn giò hả? Đâu, con hổ đâu? Wow, một con gì con? Con cơ tử. Wow,
con bò không, con cọp á. Không phải con cọp đâu, con sư tử. À, con sư tử hả? Ờ, con sư tử với kẹo sư tử. Ui, cái gì chứ? Quá các bạn ơi, một chú thỏ màu trắng dễ thương quá. Quá rồi, con bắt vô đi. Có một cờ cục kẹo con thỏ màu hồng luôn nha các bạn. Dễ thương quá, cho các bạn xem. Wow, rồi bằng kèn quy một giỏ hả, con giặt cái kẹo luôn rồi các bạn ơi. Cái này là kẹo 12 con giáp. Ba, có hai con nhện nữa đâu. Ừ. Ba, các bạn ơi, bằng kèn đây có quy một rổ con giặt với kẹo con giặt luôn. Đây là kẹo 12 con giáp nha. Hôm nay mình đi săn 12 con giáp. Wow, với kẹo quách tờ luôn. Ừ. Ừ. Rồi bây giờ con ship ra nghe, con ship con giặt ra đi. Ba ship kẹo ra cho. Con ship con rắn để mình đây. Rồi ba tiếp nè, con chuột đâu rồi ta? Đây, ôi con làm gãi cổ chuột rồi nè. Chạ cho con tí sủ. Chạ luôn đi. Ừ. Chạ luôn đi. Rồi con chó đâu rồi? Chó chết rồi đó. Ừ. Bây con ngựa nằm luôn đi. Rồi cho ngựa nằm kế ngựa luôn nha. Wow, các bạn ơi, đây kẹo 12 con giáp nè. Rồi với các con vật luôn. Ôi, một con heo, con chó, con khỉ, con dê, con ngựa và con chuột, con trâu, con cọp, con thỏ, con rồng. Rồi bây giờ bạn rắn nè, con rắn nè. Quên nữa. À, hai con rắn, một con rắn màu đỏ, một con rắn màu đỏ. Hai con rắn hả? Được, được. Chú chú. Con rắn bự nữa nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo ra ăn thử nha. Mở kẹo con rắn chip. Ừ, rồi bạn Ken sẽ mở kẹo con rắn gì ngon quá à ba. À, bạn Ken sẽ mở kẹo con rắn trước. Kẹo con rắn gì ngon lắm á. Ngon lắm á. Wow, con rắn màu xanh đẹp quá ta ơi. Rồi ăn thử coi nó có mùi gì, liếm thử coi cho các bạn xem nhé, cho các bạn xem thử. Mùi gì con, mùi gì? Mùi xương gươm. Wow các bạn ơi, đây con rắn này, con rắn này có mùi xương gươm nha. Wow, một con rắn rất là dễ thương nè. Đây là kẹo hình con rắn nha. Wow, dễ thương lắm. À, con chuột nó bò xuống cái lỗ á hả? Ồ, con bò chuột nó lẫn ăn gạo đó. Con chuột nó dưới nước á. Ừ. Rồi, con mở cục kẹo khác nha. Con mở kẹo gì giờ? Mở kẹo ba kiến này không à? Nha. Đâu? Dạ. Quên nữa. Qua các bạn ơi, còn con gà băng kem quên lấy vô nữa, hèn chi thấy thiếu con gì. Rồi, đi ra lấy con gà thôi. Trời ơi, băng kem ngồi, băng kem thấy con gà đây nè. Rồi, lấy con gà vô. Rồi ba bắt con gà, con bắt cục kẹo nha. Rồi đem về thôi. Trời ơi, bắt mà quên một con nữa chứ. Rồi xong rồi các bạn ơi, xong rồi đủ 12 con giáp rồi nghe, nãy là thiếu một con gà. Rồi con gà dễ thương quá. Cô quên lấy con gà luôn rồi, con bỏ con gà trước. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo con gà nha. Đây nè các bạn, con gà nãy bạn Ken quên nè. Mình cho con gà nó chế thị. Và Ken đang mở cục kẹo con gà qua cho các bạn xem nhé. Mang đi. À đây. Ui các bạn ơi, đây là kẹo con gà dễ thương quá nha. Con liếm thử coi nó có mùi gì. Mùi gì? Nó miên con ru vậy á. Wow, mùi đường ngọt quá các bạn ơi. Mùi đường. Rồi bỏ vô, con bỏ vô nhẹ thôi nha, nó bể á. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo gì ta? Chuột. À, kẹo con chuột bị đứt cái đầu rồi. Bạn Ken mở kẹo chuột ra nha. Con ăn cái đầu con chuột luôn. Đây, cái đầu ấy dính trong đó rồi. Rồi, cái đầu dính trong đó luôn rồi hả? Chua quá. Chua quá ha. Rồi con bỏ lên bịch đi, con bỏ lên bịch đi. Chua quá à ba. Anh ăn chắc. Rồi giờ mở con chuột. Rồi bây giờ mình ăn một cục nữa thôi nha. Ăn một cục nữa rồi mình đi vô. Ăn kẹo mà kẹo màu gì? Cũng ăn nữa đâu, con trâu dằn. À vậy không ăn nữa thôi. Vậy mình đem, mình tiếp lại rồi mình đem dẹp nha. Rồi, bye bye các bạn đi. Bye. Hẹn các bạn video lần sau nha. Con rắn.